Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ với ông Đinh Hùng Cường và Võ Thành Nhân. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc ông Đinh Hùng Cường để tìm hiểu một cái vấn đề mà rất là quan trọng. Khi mà chúng ta quyết định bầu cử ai sẽ là tổng thống thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ phía sau của nó những cái ảnh hưởng về chính trị, những cái nguyên tắc, những cái principle, có nghĩa là những cái nguyên lý mà cái người đó sẽ áp dụng hoặc là vận dụng cho cái đất nước của chúng ta. Hôm nay thì chúng tôi phỏng vấn ông Đinh Hùng Cường để tìm hiểu về cái lập trường tranh cử của ông tổng thống Donald Trump, cũng giống như là đi tìm hiểu một cái học thuyết của tổng thống Donald Trump mà người ta thường gọi là doctrine, và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào ông Đinh Hùng Cường. Dạ, xin chào anh Võ Thành Nhân và xin kính chào quý vị. Khi mà chúng ta nói một cái học thuyết hay là một cái chủ thuyết của tổng thống Donald Trump thì ông có thể cho biết những cái căn bản của nó, dạ thưa ông. Thưa anh Võ Thành Nhân với thưa quý vị, tôi nghĩ là cái chữ doctrine mình nói là cái đường lối thì có lẽ là nó dễ hơn. Thì cái đường lối của ông Trump là như thế này, tổng quát đó, thì là chấm dứt chiến tranh nhưng mà tiếp tục làm áp lực để đe dọa kẻ thù. Đó là cái đường lối tổng quát. Nhưng mà nếu muốn nhìn vào cái doctrine của Tổng thống Trump đó thì qua cái đại hội Đảng Cộng Hòa vừa qua đó, thì chúng ta đã thấy rõ một cái điểm là người ta đã ca tụng ông ấy là thứ nhất là đã giữ được nước Mỹ, thứ hai là đã sát hại tướng Soleimani, là một cái tên mà gọi là khủng bố hàng đầu sau khi mà Iran đã gọi là làm những cái chuyện mà gọi là phá hoại nước Mỹ và vấn đề giao thông trong 8 tháng trời. Thì trong cái bài diễn văn đó thì ông Tổng thống Trump ông ấy nói rằng thì là nước Mỹ đã soi sáng thế giới. Và ông Tổng thống Trump ông ấy ca tụng những tổng thống tiền nhiệm đã diệt phát xít, đã gọi là diệt cộng sản. Và nhiệm vụ của ông ấy là ông sẽ chấm dứt chiến tranh của những người Mỹ ở ngoại quốc. Đó là cái trong vấn đề bài diễn văn. Thì phù hợp với cái đó thì ông đại tướng mà Kellogg và cố vấn về an ninh cho phó tổng thống Pence thì ông ấy nói rằng ông Trump không phải là diều hâu, ông là một người hòa bình, ông ấy chỉ tuốt kiếm ra khi nào thật sự cần thiết mà thôi, vì ông là một người xây dựng hòa bình. Thì thưa anh Võ Thành Nhân và quý vị, để phù hợp với cái đường lối đó thì ngày thứ tư, tức là trước cái ngày thứ năm một ngày, thì ông thượng nghị sĩ Rand Paul của Texas, ông cũng nói rằng ông Tổng thống Trump là một người đầu tiên ở trong thế hệ này đã đứng ra để mà là xây dựng cái đường lối mới lạ và hòa bình cho nước Mỹ, nhất là đối với lại ngoại quốc đó, thưa anh Võ Thành Nhân. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đó là những vấn đề đối ngoại, còn vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế thì như thế nào vậy thưa? Thì bây giờ mình nói nốt trong cái vấn đề đối ngoại, cái doctrine về cái vấn đề đối nội thì mình sẽ để một ít phút về sau. Thì cũng từ trong cái vấn đề đó, ông Pompeo từ ở Jerusalem, ông ấy đã đọc một cái bài diễn văn ngược về Đảng Cộng Hòa. Và ông cũng đã ca tụng ông Tổng thống là đã làm những cái chuyện xây dựng được hòa bình ở trên thế giới. Và thứ hai nữa đó là ông ấy đã chấm dứt cái hiệp định mà ngưng chế tạo cái vỏ hỏa tiễn tầm trung với Nga Xô để cho nước Mỹ rộng tay có thể tiếp tục phát triển những cái vũ khí đó mà chống lại Nga Xô. Và thứ hai nữa đó là ông Tổng thống Trump đó, ông ấy đã chấm dứt không có gọi là thương thuyết với lại Taliban, và ông ấy đã làm những cái chuyện mà gọi là luôn luôn để giữ cho nước Mỹ được an toàn. Thế bây giờ đó, anh Võ Thành Nhân hỏi về cái vấn đề đối ngoại thì ông Tổng thống Trump ông ấy đã nói rằng America first, cái gì mà lợi cho nước Mỹ thì ông ấy làm. Bằng chứng là bây giờ đó, cái người Trung Cộng đã tạo những cái khó khăn và gây cái vụ mà gọi là bệnh dịch tai hại cho nước Mỹ, thì Tổng thống Trump đã đặt Trung Cộng lên cái hàng gọi là phải đối xử và phải gọi là như là một kẻ thù. Và cái việc làm của ông là làm sao để mà chấm dứt cái sự lũng đoạn và khuynh loát của Trung Cộng đối với nước Mỹ và thế giới. Và thứ hai nữa đó là xây dựng cái kinh tế. Bởi vì cho tới bây giờ cái stock nó vẫn là lên trên cao.
chứng tỏ là cái kinh tế mà Tổng thống Trump xây dựng 4 năm về trước đã hiệu quả, và cho lúc này là một lúc mà thế giới cũng như nước Mỹ đã bị chao đảo vì cái bệnh dịch, nhưng mà kinh tế và stock market vẫn ở cái thế gọi là an toàn đấy anh Võ Thành Nhân. Cái lập trường về giáo dục và di dân của Tổng thống là Donald Trump như thế nào vậy thưa ông? Cái vấn đề thì vấn đề giáo dục thì quý vị thấy rằng ông khuyến khích để mở trường trở lại và khuyên rằng thì là chúng ta nên tiếp tục cái đời sống, bởi vì đã đến lúc chúng ta phải sinh hoạt trở lại bình thường và sống bên cạnh cái con virus đó, tìm những cái cách để mà đề phòng mà tránh nó, chứ không thể nào mà chúng ta để cho các trẻ em ở nhà mà không đi đến trường được. Đó là cái chuyện mà đối với đối nội với trong nước vấn đề giáo dục của Tổng thống Trump, và những cái việc này luôn luôn là bị chống đối, nhưng mà rốt cuộc ai cũng phải làm cái chuyện đó thôi. Bằng chứng là trên thế giới tất cả các quốc gia bị dịch và virus họ đều mở trường và trẻ con đã để đi học tất cả, kể cả Vũ Hán là cái nơi mà xuất phát ra cái bệnh dịch, người ta cũng đã mở trường cho trẻ con đi học, anh Võ Thành Nhân. Dạ thưa, vấn đề di dân thì như thế nào vậy thưa ông? Cái vấn đề di dân thì thưa anh Võ Thành Nhân, bây giờ đó cái vấn đề cái bức tường đã được xây lên, và cái vấn đề ở nước Mỹ sẽ an toàn hơn là bởi vì những cái người nhập cư buôn lậu đã không thể tiếp tục mà để vào nước Mỹ được, và cái tội ác nó sẽ bớt đi, thì cái chuyện này đó, cái trật tự nó sẽ từ từ nó ổn định lại. Vì lúc trước đã có những cái người họ đến đây bất hợp pháp, và vì bất hợp pháp họ đã làm những cái chuyện bất hợp pháp để làm cho nước Mỹ bị xáo trộn. Thì tất cả những cái chuyện đó, những gì ông Trump ông hứa khi ông ra tranh cử và ông đã đều làm cả. Và chúng tôi nghĩ cái điều quan trọng hơn tất cả đó, thưa anh Võ Thành Nhân, mình phải nói ra là như thế này. Ông Tổng thống Trump đó, ông ấy đã làm những cái việc không giống những vị Tổng thống tiền nhiệm. Bởi vì sau năm 1947 đó, Tổng thống Truman đó, ông ấy đã làm những cái công việc, ông giúp đỡ cho những cái nước nghèo khổ, những cái chuyện này chuyện kia để mà tiêu diệt Cộng sản và phát xít. Bên cạnh đó, những chiến lược gia của Mỹ đó, họ nói rằng lực lượng Mỹ phải đóng ở ngoài để mà bảo đảm những cuộc chiến tranh nóng không xảy ra. Thì ông Trump ông cực lực phản đối, và ông nói rằng nước Mỹ không có bổn phận phải giữ an ninh cho thế giới. Và cái điều đó ông đã làm, và ông bắt tất cả những cái quốc gia nào muốn giữ an ninh cho mình thì phải tự lực đứng ra và phải đóng góp vào những cái phí tổn. Bằng chứng là ông đã làm ở đó, cả trong NATO. Và Tổng thống Trump đó, chỉ can thiệp những cái chỗ nào mà ông thấy trực tiếp làm hại tới quyền lợi của nước Mỹ, và ông nhìn thấy rõ ràng cái điều đó cần thiết. Thì hiện tại bây giờ như là Biển Đông, hay là như là đang đánh nhau kinh tế với lại Trung Cộng, thưa anh Võ Thành Nhân. Và lập trường của ông Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào đối với lại Đài Loan và Đài Loan vậy thưa ông? Thì chúng ta cũng thể nói rõ ràng như thế này, từ trước tới giờ đó, dù muốn dù không đó, Đài Loan cũng vẫn nằm trong cái bàn tay của nước Mỹ. Thành thử ra tới cái vấn đề Đài Loan đó, thì có một cái sự liên hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Đài Loan, và theo tôi nghĩ thì Trung Cộng cũng không có dại dột gì để tấn công Đài Loan, bởi vì Đài Loan họ cũng nói rằng không dễ dàng gì để mà Trung Cộng có thể đổ bộ lên Đài Loan để mà chiến thắng được Đài Loan, là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai đó là hiện bây giờ là Trung Cộng đã bận bao nhiêu là rắc rối, thêm cái vụ Hồng Kông. Thành ra tôi thấy cái vấn đề Đài Loan dù muốn dù không vẫn là an toàn, thưa anh Võ Thành Nhân. Và chúng ta cũng còn trong một cái thời gian ngắn nữa sẽ có cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11, thì ông nghĩ ông Tổng thống Donald Trump sẽ vận động như thế nào để mà lấy được những cái lá phiếu của người Hoa Kỳ, đặc biệt những người da trắng, da màu và những người Á Châu vậy không? Thưa anh Võ Thành Nhân, sau cái đại hội của Đảng Cộng Hòa đó, thì chúng ta thấy là gió đã đổi chiều, và trên những đài truyền hình các nơi và người ta thấy là ông Tổng thống Trump đã có lên những cái điểm là rất là cao. Nhưng mà họ nói rằng hãy còn một chút ít đứng dưới ông Biden. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta thấy rằng đó, một cái việc mà một vị tổng thống mà đã làm những cái việc từ trước tới giờ mà nước Mỹ vẫn không có thay đổi, vẫn làm theo cái đường mòn những tổng thống tiền nhiệm. Riêng ông Tổng thống Trump, ông đã can đảm mà đứng lên và làm những cái chuyện mà ông nghĩ rằng trực tiếp có lợi cho nước Mỹ, trực tiếp có thể xây nước Mỹ hùng mạnh. Chúng ta không phải thể tiếp tục đi làm cảnh sát cho thế giới. Chúng ta không thể tiếp tục đi làm đem tài nguyên của nước Mỹ để mà giúp cho những cái việc bên ngoài không ích lợi.
Thì những cái việc làm như vậy, chúng tôi nghĩ rằng thì là ông ta cần thêm 4 năm nữa để hoàn tất cái nhiệm vụ khó khăn này. Bởi vì đây là một cái đường lối hoàn toàn mới lạ và khác biệt. Và khi ông ta khởi đầu đã đem nước Mỹ lại kinh tế phồn thịnh và nạn thất nghiệp rất là xuống, thì theo ý chúng tôi là ông ấy cần được dân Mỹ yểm trợ cho ông có thêm một cái thời gian để thi hành một cái đường lối rất là mới và rất là khác hẳn với những vị tổng thống tiền nhiệm, để giữ cho nước Mỹ luôn luôn có vị trí hàng đầu trên thế giới. Đây, anh Võ Thành Nhân. Dạ, xin được cảm ơn ông Đinh Hùng Cường cho cái bản tin ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh Võ Thành Nhân và xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.